bạn hãy xem mình thể hiện đây. Cút ra. Để ra. Xem mình thể hiện đây. Ba chị ngồi. Dạ. Ôi. 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 Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải TV. Thì ngày hôm nay mấy anh em mình tiếp tục cái series thử thách 24 giờ nha các bạn. Và cái clip gần đây nhất đó là thử thách 24 giờ ở ngôi nhà hoang. Có một số bạn bình luận rất là thích thú trong cái vấn đề mà khám phá những ngôi nhà hoang và review cho các bạn cùng xem đó. Bữa trước vắng mặt mình mà tụi nó dám làm thử thách, tụi nó liều thiệt. Nay mình quyết định yêu cầu anh Phú làm thử thách 24 giờ ở một ngôi nhà hoang mới để mình có thể review và trải nghiệm cái nỗi sợ hãi. Ủa, có mình mày vắng mặt đâu? Tao cũng vắng mặt nè. Tụi mình đi thì đã chuẩn bị tất cả đồ nghề chống cặp này nha các bạn thấy đó, mấy đứa kia cũng có đó. Thôi được rồi, ngay bây giờ không để các bạn và mọi người phải chờ lâu nữa, mấy đứa mình sẽ tiến về ngôi nhà hoang đó và cùng trải nghiệm cái ngôi nhà hoang cực kỳ ghê rợn này nha các bạn. Ngay bây giờ đi thôi. Đây các bạn, mấy anh em mình mới tới ngôi nhà hoang này nha các bạn. Đây là ngôi nhà đã bị bỏ hoang cũng khá là lâu. Mà mấy anh em mình cũng chưa tìm hiểu chính xác là ngôi nhà này bị bỏ hoang bao nhiêu lâu rồi nha các bạn. Bây giờ mấy anh em mình sẽ tiến vào trong và review cho các bạn cùng xem luôn. Cầu chưa đúng. Có vẻ ngôi nhà này à. Đây. Các bạn coi nè, người ta đã niêm phong. Niêm phong luôn rồi các bạn. Đóng chốt cứng ngắc luôn này các bạn nè. Đây rồi. Sao? Đây. Thấy gì không? Có nhăn xong mới cáo rồi ta. Có nhăn mới lắm nha. Sao cái ghế này nằm đây hoài hả? À? Ở đây vừa mới làm đám cưới gì đúng không? Sao? Ở đây vừa mới làm đám cưới gì vậy? Chúc mừng. À, anh vô đây anh coi nè. À, chúc mừng hai họ. Anh Phú vô đây coi nè, anh Phú. Nói gì? Mới bỏ được 2 năm rồi. Ngày mới bỏ được 2 năm rồi. Mới có đám cưới 2018. Nhà này đã bỏ hoang 2 năm rồi các bạn. Trời ơi, tường nứt luôn kìa, mấy đứa thấy coi tường kìa. Xé đúc tường nứt luôn kìa. Cửa phòng còn mới luôn kìa anh Phúc. Anh nhìn vô đây, cửa phòng còn mới luôn kìa. Wow. Cửa. Cửa. Quay không, ra đây nói chuyện ơi. Cửa cửa. Quay không, đồ xa quá. Cửa nhà không. Cửa nhà không. Cửa nhà không. Sao mở được cưng khóa rồi, người ta bỏ lâu rồi. Đây cửa. Cây me rất là lớn nha các bạn. Mà không có trái. Cửa. Nghe cái gì đập đập không đậu không cô? Gì? Có không? Cháu biết bọn mình đâu không? Đập đập á hả? Ai đập gì thì đó cô? Có nghe không? Nghe. Chắc không? Chắc. Hề. Hề luôn không cô? Cái gì nghe đập gì? Biết trong cái hộn đó. Ờ, làm gì đồ nó bảo hiểm hoài anh hay? Sợ gạch gớt anh Phú ơi. Chủ nhà nó coi. Sao vô gì ạ? Cái này ổ điện người ta chắc người ta ngắt điện rồi chứ gì? Làm gì còn điện nữa? Anh Phú đang ngồi đập đá mấy đứa kia nha các bạn. Anh Phú đang ngồi đập đá mấy đứa kia nha các bạn. Trong nhà này trái cây cũng nhiều lắm nha các bạn. Đây cho các bạn coi. Đây có cây sung nè. Cây vú sữa nè. Có cây nhãn đằng trước nè các bạn. Dừa, mít. Còn cây me thì khổng lồ luôn. 5 minutes later. Giờ mấy anh em mình ra sau này review nha các bạn. Bà ơi, nó phát hiện được cái trứng rồi cô. Wow. Trời ơi, đâu có cái trứng đó hả? Để mình đập thôi nha cô. Ủa, thú bắt luôn đó, đập ra cái là thú gà lang luôn đó. Ê. Vừa kìa, vừa kìa. Tự nhiên vừa đập. Sao? Ôi nhả, thú quắc luôn đó nhả. Ôi, ừ, thôi đừng có đập cái trứng ra. Không vậy. Cưng biết không có gì bằng trứng thúi không? Lại là toilet đó vua à. Ồ, nồng nọc luôn. Thì chọc thử kìa. Chọc thử coi. Nồng nọc nó lên kìa. Trời đất ơi. Một hồi nồng nọc luôn. Vậy là có ếch mẹ trong này đó mấy đứa ơi. Nhảy vô. Liên nhả. Kìa, con coi kìa. Con gì vậy? Con gì em Phúc? Con gì vậy? Con bò tọt. Lấy mà sao nó nhảy vô đây được hay không? Nó đi ngang qua để lọt trên cái nó ngất xỉu. Nó lọt xuống dưới này. Trời, ghê chưa. Còn nhà ngáo làm gì nhà ngáo?
Bố lỡ nhảy sao nhảy rớt dưới đây thiệt sao bố. Đây là phía sau của ngôi nhà nha các bạn. Bố ơi. Sao? Chỗ này có đường vô nè. Có mở cửa. Vô được không? Được. Có. Có cái nào vô nhà được không? Nãy có. Khóa cửa trong rồi. Dạ. Có chốt rồi. Có cái chốt. Được không? Có cái chốt. Có chốt bên trong đúng không? Coi đây đẳng cấp của chúng ta, chuyên gia bẻ khóa. Bẻ anh mọi các nha. Loại khóa. Có điều khóa này bẻ không được. Theo em nghiên cứu là căn nhà này điện chắc vẫn còn. Điện hả? Nhỏ. Trời đất ơi. Giờ mày thỏng tay thử thì nó. Wow. Được luôn rồi Thành nhái. Dạ. Ê coi thế nào có bên trong. Thế nào đứng lên trong. Thôi Thành nhái. Được có gì bên trong không? Không có gì bên trong. Bên này. Wow. Tao muốn coi thử gì ở trong này là điện cái gì. Thường. Hả? Gì vậy? Đâu? Chân vô thử coi. Quần jean và đùi á. Kéo kéo lên coi. Quần như quần gái vậy. Quỳ. Đây là bên trong ngôi nhà hoang, mấy đêm mình mở cửa sổ được nha các bạn. Ui. Cái gì vậy? Ý. Ý dạ. Sát một con. Con này sao nó nằm ngửa bụng mày nhả? Thằng là Alaska. Ơi, mày đi đâu dục dép vậy Đăng? Tao quýnh luôn giờ chứ chết tao. Đây. Không vô, không vô, không đây vô. Là toilet. Khó luôn hả? Em đang kiếm bữa ăn trưa cho mình nè. Kiếm gì trong đó? Mày kiếm lưu đạn giống mày yêu à. Mày coi rồi có chim không? Móc chân ai bắn chim coi. Ủa còn đây là gì anh Vũ? Đây hả? Đây anh cũng không biết nữa. Đây chắc là cái kho của người ta. Wow, cái cây nó lớn quá các bạn. Rậm rạp thấy ghê luôn á. Đẳng cấp đâu vậy? Chẳng ná đâu. Ngồi đây nè, từ giờ tới ngày mai chắc cũng lượm được mấy con chim á. Em thấy em phá con chim này gần đất, em bắn chim đó thôi. Hôm nay tới 2, 4, 6, 7 con chim luôn á nha. Ở đây toàn cua đất thôi. Đó các bạn, đó là những gì còn sót lại của ngôi nhà hoang các bạn. Tuy nhiên mấy anh em mình vẫn chưa vào bên trong được ngôi nhà hoang. Một chút mấy anh em mình sẽ khám phá bên trong ngôi nhà hoang xem bên trong có những gì nha các bạn. Sùng trái nhóc cho nó luôn kìa. Kìa mày, ra bắn súng cho tụi bay ăn mà lạc đạn đó. Kêu như chó vậy này. Ồ, gà. Mấy anh em mình đang tìm cách để đột nhập vào bên trong ngôi nhà hoang này nha các bạn. Liệu có thành công hay không, chúng ta cùng chờ xem. Vô được không? Anh Phú ơi. Sao? Anh đang mở cửa được hả? Được không? Trời ơi. Ủa, cửa sổ cao quá vậy. Ui. Hồi thương liêu nhớ. Ôi, hồi thương nhớ trong giọng luôn rồi. Em nha. Anh liêu muốn lửa. Giờ ốc chó. Đây các bạn. Wow, đây còn lịch luôn. Hôm nay ngày mấy em luôn. Này lịch lâu chưa? 2018 nè các bạn. Thứ 3 nhà 29 tháng 5 2018. Vậy là ngôi nhà này đã được bỏ hoang hơn 2 năm rồi các bạn. Trời ơi, và cái giấy tờ chứ yêu gì bỏ lại đi. Rồi, mấy đêm mình tiến vào bên trong được rồi nha các bạn. Wow. Cái gì vậy? Như gì? Trời đất ơi ạ. Một phòng ngủ, hai phòng ngủ, ba phòng ngủ các bạn. Dạ, mày không có nhà bếp. Kéo cái cửa lại đi cưng, anh thấy cái cửa mở anh thấy cảm giác sao sao quá, khó chịu quá. Kéo cửa lại. Cái dừa đó bị gì rồi? Thôi, trời ơi, rớt trái dừa luôn. Wow. Có nước không? Trái dừa làm gì còn nước? Nó bị chăn anh rồi hay gì nè? Mấy anh em đang chọt dừa uống nha các bạn. Đã, tao mày vô. Tao mới tè được một chai hồ tây nằm dưới đó cũng khá lâu năm rồi. Vô. Này ủ chắc mấy chục năm mới để dưới đất kìa. Anh Phú. Sao? Cái đau của đâu rắn kìa. À, mấy anh em thiết kế chọc trái dừa các bạn.
cái đau của con trắng dùng để chép lộn cái này dùng để chụp dừa. Cái gì vậy? Nãy cửa này em đóng rồi mà sao nó mở lại xuống? Cửa nào? Đóng chưa? Rồi. Thì đâu? Giọt chó. Trời trời. Ôi trời, làm cái đầu bên đây. 2 hours later. Chưa rồi các bạn ơi, bây giờ mấy anh em mình tìm cái gì đó anh. Đa số mấy anh em mình đi làm thử thách này là chỉ có thể là nướng ăn tại chỗ thôi nha các bạn. Cái này nằm đá lắm nè anh Phúc. Trời trời, đâu có chỗ nằm đá nhỉ? Ôi cái cây nó xuống được luôn ha. Trời, ghẻ có vị trí nằm lý tưởng quá ha. Ôi, cây me cũng nghiêng nghiêng luôn các bạn. Ném chút nó đạp anh thôi. Cái gì vậy? Miệng chai hết luôn. Trời ơi, miệng chai quá trời miệng chai luôn. Nhà này chắc người ta gây lộn nhiều lắm ha anh Phúc. Sao vậy? Đập bể cửa bể kiến hết trơn. Miệng chai mới nhiều vậy đó. Mày có nghe tiếng ngỗng không à? Tao nghe xong nghe mày, tao làm như tao điếc vậy. Nãy giờ tao rình, nãy giờ không thấy con chim, giờ ra ngoài kia bắn ngỗng không? Mày được đó, mày đang chọn cái chết đấy. Mày nghĩ sao tới nhà quan mà không biết ngỗng qua mà mày bắn. Mày vừa bắn xong là người ta ra, người ta bắn mày là một cái á. Ngủ ơi. Sao? Ăn chưa xong rồi ngủ đâu? Thiếu gì cho ngủ, trời ơi, đây có cái nhà sẵn nè, chui vô trong ngủ luôn. Đây có mấy cái phòng đó. Ê tụi bay, tối nay nào dám chui vô phòng ngủ chung với tao? Thế nào cũng có ma nữ ngủ chung với mày à nhà ơi. Nhã dễ dãi anh Phú ơi, ma nữ đẹp mới chịu. Con mẹ ăn cưng ma nữ đẹp hay nữ xấu? Thôi, thôi bỏ đi làm người. Đây có dụng cụ bơm hơi tốt lắm nha các bạn. Coi nè. Các bạn hãy xem mình thể hiện đây. Cút ra, để ra. Xem mình thể hiện đây. Pha chị ngồi. Dạ. Ôi. 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 Năm chín nha các bạn, giờ mình lấy ra lột nha. Lột phụ nhã, đứa đó mày nhìn. Đây các bạn, mang sau khi lột xong rồi được như vậy ha. Wow. Nó cái nhã. Bạn giờ mấy anh em mình ăn trưa nha. Mời các bạn cùng ăn nha. Đâu review thử miếng măng nướng cho mọi người coi coi. Mời các bạn nha. Sao quá? Ngon quá. Đắng không? Vô. Miếng này. Ngon. Ngon đắng quá. Hours later. Chiều rồi các bạn, bây giờ mấy anh em mình chuẩn bị bữa chiều. Công nhân ngủ rất sảng khoái thì chứ các bạn. Ngủ 4 tiếng luôn. Làm gì tới 4 tiếng hồi chứ hả? Đâu ngủ như heo chứ hả? Chắc ngủ 3 ngày nha. Đây nè, có thằng Lát ngủ như heo nè. Thằng Lát thì được mệnh danh là Thánh ngủ rồi. Còn đây, đẳng cấp là Thánh Anh. Đây, Thánh địch. Đào lỗ cái sâu dưới tụi bay. Để tìm hóa đạch chứ gì mày. Nướng cá thì nó nướng cá đi, chứ bè đặt nó đào quá thịt. Trong khi mấy nó đào lỗ nướng cá thì mình gốc cây nướng cá nha các bạn. Mày làm như thật vậy á? Đang cục dép. Thật, bây dép của mày bán dây chai được á thật. Có đi dép lồng cổ đâu mày, bán gì mà bán. Các bạn coi cái hố mà anh em mình thiết kế để nướng cá nè. Đẹp chưa? Tối nay mấy anh em mình sẽ cắm trại phía sau ngôi nhà hoang này nha các bạn. Tại vì phía trước ngôi nhà hoang có một sự tích rất là ghê rợn. Thì tối nay mình sẽ kể cho các bạn nghe. Đây các bạn,
Đây là cái hố do những kiến trúc sư hàng đầu của thế giới. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Mấy anh em mình đã chuẩn bị xong rồi các bạn. Bây giờ chỉ đi tắm thôi. Tắm xong rồi lên chế biến món ăn ăn tối nha các bạn. Giờ mấy anh em đi tắm nha các bạn. Phía trước ngôi nhà hoang á là có một con sông nha các bạn. Để em xuống bắt cái sâu lên nữa em Bu. Vợ tông bắt cá nè. Coi vợ tông bắt cá nè các bạn. Ghê. Gió tông gió à. Nắng lắm. Hả? Lôi hù tao. Sao vậy? Dính đâu vậy? Mày có bao giờ thấy sao muối chưa? Đâu. Nè. Đây. Đây là đục. Mày đục muối à? A few moments later. Cá này 1,5 kg nha các bạn. Con nó lớn ghê chưa nè. Dùng xuống đây. Tụi bay nhóm bếp tụi em biết vậy đó. Phải tạo lỗ trống cho nó hở. Để cho nó cháy. Có oxy nó mới cháy. Để chất đóng cho nó cháy. Ờ đúng rồi, mày chất đóng với ai chứ. Ủa vậy hả? Tao mới phát hiện thêm một điều mới lạ nữa. Hòa thượng nó giả điên cũng giỏi lắm. Nó có hẹn được bữa mía nha các bạn. Ôi đã quá. Wow. Ở đâu có khúc mía ăn ngon với mày? Mới chặt ngoài đằng kia kìa. Một bụi luôn. Nước mía nghe các bạn. Anh bơm hơi Thành. Và đây thì kỹ rắc lá cây đến từ vị trí của Thành lát. Chưa. Còn qua luôn kìa. Đây Thành. Cho anh nè. Cho nuôi gì? Mày được đấy. Cho bọn mày ăn rồi nhả nha. Ok. Ngon lắm đấy. Ăn lại con miếng à. Con miếng gì ăn mũi chua. Lưỡi này có vấn đề. Ê Thành. Ê Thành, mía này đâu ngon như Thành. Uống nước. Dắt chanh vô mía rồi còn dắt chanh vô nước tôi uống nữa. Thế chiêu. Hả? Ăn miếng ngon hả bạn? Nghe đồn dạo này bạn hay khó khăn, mình mới kiếm được phần thưởng cho bạn nè. Các bạn chỉ cần soạn tin vậy nè. Em là cướp đây, rồi tự gửi tới tổng đài 113. Chắc chắn 99% bạn sẽ nhận được một còng số 8 nè. Màu sắc đen thanh lịch này, một bộ sọc. Sọc chúng mày nè, mà kẻ xuống thẳng vậy nè. Rất là thanh nhã, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Nhà một căn thự nè, xây bằng phiến đá thôi. Xây một mình đá thôi. Rồi an ninh cực kỳ cao với lại an toàn nữa. Mày nói xàm cái gì vậy? Sao tao nói mày không có cảm xúc gì vậy đăng cấp? Ăn là quan trọng chứ mày. Mày khinh thường đó à.
Mày thấy con chó không? Tao còn nói tao còn nghe lời. Còn mày, cua cả một con chó. What? Thôi thôi. Cá chín rồi nha các bạn, giờ đặt lên ăn. Ui nó xúc rồi kìa, xúc rồi kìa lẹ. Ui giời, làm gì mà thoát khỏi anh. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi ăn, tụi phải biết tụng kinh cho nó để nó được vui vẻ nó đi. Bắt đầu. Hôm nay cả dòng họ cá chê vô cùng thương tiếc bá tinh đồng chí chê chê nái. What? Đã từ trần nhờ lúc buổi chiều hôm nay tội vì cà khỉ đẳng cấp. Xin tuyên bố hết. Vỗ tay, vỗ tay. Mời các bạn cùng ăn nha. Rồi bây giờ mấy em mình ăn chiều nha các bạn. Mấy giờ rồi đặng? Mọi người coi chứ nhiều khi mọi người không tin. 6 giờ 17 phút rồi nha các bạn. Mời các bạn nha. Giòn. Mời các bạn nha. Ăn thịt ngọt quá. Mời các bạn nha. Quá tuyệt vời. Tối rồi nha các bạn. Bữa trước mấy anh em rất là sợ tại vì thiếu hai thanh niên dạn nhất của team, đó là Thành Lát và Đẳng Cấp. Ngày hôm nay thì mấy anh em mình thoải mái rồi ha. Dạ. Tại sao mấy đứa một chút có nào dám vô ngôi nhà với anh không? Đó, vừa nói tới là có ngay. Em nữa. Ngay và luôn Thành Lát. Thành nhá dám đi không? Tí mấy anh em mình chui vô đó khám phá nè. Em nữa. Chắc nha. Để tao coi mày có teo không nữa. Nó đu đột ra làm em giận mình. Lần đầu tiên em gặp đầu đinh. Đầu đinh mơ thúi. Mà xịt chịu thơm. Còn thơm nó hiểu cách xịt. Bạn coi đất quên em ơi. Trời kiểu mày. Thu hấp nhân tạo cho nó. Bữa trước có một số bạn vô bình luận hỏi là cái câu chuyện mà mình kể mà có một người tự tử ở cái ngôi nhà mà mấy anh em mình làm thử thách 24 giờ các bạn là có thật hay không? Thì đây xác nhận chỗ Thành Lát luôn. Thành Lát là chưa bao giờ, trước giờ chưa bao giờ nói dối ai nha các bạn. Lát kể cho mọi người nghe về cái câu chuyện đó kìa. Gần nhà của Thành Lát luôn nha các bạn. Hồi hôm đó phải không? Hồi hôm là anh em mình vừa dọn đồ xong phải không? Xong rồi đúng ngày định mệnh đi học mới về luôn. Xong rồi thấy công an bu lại quá trời. Đúng rồi. Em hỏi người ta là gì vậy? Cái nói là người ta treo cổ. Có phải là ngay cái ngôi nhà mà mấy anh em mình làm thử thách 24 giờ không? Ngay tại luôn em Phú. Ngay tại gốc xài luôn. Vừa treo cổ xong là vừa treo thở ngang gốc xài tự nhiên chết luôn. Ngay cái cây xoài mà rẳng nó chọt cái trái xoài rớt xuống luôn á. Đó, ngay cái cây xoài. Ngay cái cây xoài mà cưng chọt trái xoài luôn đó nha Đẳng Cấp. Có một cái đoạn video anh quay là cưng cái cảnh mà cưng chọt cái trái xoài đó rớt xuống ngay vị trí đó luôn, ổng treo cổ ngay vị trí cưng chọt trái xoài luôn á. Nghe lù rồi. Sao? Nghe lù rồi. Nghe cái lù á. Ổng đạp văng lù rồi luôn á. Ghê chưa? Sao? Với lại em còn thấy đồ của học. Anh biết cái chỗ mà thật khám phá không? Có thấy bộ đồ á? Ngay cái tủ á của ổng á. Bộ đồ của ổng hả? Trời đất ơi. Lát nữa vô chổng gặp má gì cho em xin chữ ký nha. Ở đó mình có thời gian xin chữ ký anh tè trong quần thì có á. Đúng con đàn. Làm gì tè, đâu có làm gì người ta đâu, chỉ xin cho ký thôi mà. Để anh kể mấy đứa nghe về cái sự tích của ngôi nhà này nè. Có thiệt nha. Anh nói thật tình, kể đứa nào nghe được, đứa nào mới nghe. Không. Em không. Ở cái ngôi nhà hoang này nè các bạn, có một người đã mất. Mình mới nghe cái câu chuyện này thôi nha các bạn. Hàng xóm ở đây kể. Đó, thì người đó mất xong. Cái tối nào cũng về trước phía trước ngôi nhà đó các bạn, cho nên mấy anh em mình đã dời ra phía sau, ngồi trước ngay cái thềm nhà phía trước đó các bạn. Người ta đi ngang người ta thấy đó, cái người đó cũng lớn tuổi rồi, cứ ngồi phía trước ngay chỗ cái thềm đó, cho nên cái chỗ mà hồi sáng mà mấy anh em mình quay có chỗ cúng, có chỗ mà người ta nghe dĩ Thành nhái chết rồi Thành nhái rồi chết qua kia nói được. Cái chỗ mà người ta cúng đó các bạn, có nhang nè, rồi có mấy cái chén bát đũa đó, là cái vị trí đó là cái người đó hay ngồi đó các bạn. Mình nghe thì mình nói chung cũng 50-50, nửa tin nửa không, nhưng mà cũng vẫn
cái đó lịch sự nha các bạn, mình lịch sự, mình tôn trọng, cho nên mình đã dời ra phía sau nhà. Đi làm hôm 4 giờ mà anh cứ kể chuyện ma sợ ông chết à. Mình ở nhà hoang thì mình phải kể câu chuyện ma ở những cái khu nhà hoang, vậy nó mới hợp lý đúng không Thành Lát? Đúng rồi đó anh Phu. Rồi mấy em mệt quá ngủ đây các bạn. Thôi Thành ông nằm xuống nghỉ đi cưng. Em phải đợi vô cho bằng được em đi em Phú ơi. Vô đâu? Chủ nhà. Dám vô không? Dám. Vô lẹ mấy đứa kia ngủ hết rồi, có hai anh em mình vô. Thì vô đại đêm Phú ơi. Ý tưởng này cũng là do anh mà ra mà. Rồi sao đi không? Thì em Phú ơi. À, mấy đứa kia có dám đi theo không? Không. Em anh Phú ơi. Đi không ạ? À? Mới ngủ xong tỉnh táo rồi. Em anh Phú ơi. Sao Thành Nhã đi không? Đi luôn. Rồi ba thanh niên kia nằm trong này đi nha. Đây em đi đây. Đi cái này ở nhà nha. Nhã với đi, này. Đi. Đi ra. Mang dép vô. Trong ngôi nhà mà Tập trung. Đi vô đây Thành. Này. Ba ơi. Em có vũ khí. Mở cửa đó. Mở cho. Em đem vũ khí vô nè anh Phú. Mang chăn ná làm gì vậy? Có gì? Nó bắn lại không? Không phải như người đâu. Mở được không? Thôi nha. Vô Thành đi trước đi. Ấy con thằng Nhã rồi. Đi. Không có la. Này các bạn. Thì sao? Thành Lát. Mấy em đi vô trong nhà khám nghiệm nha. Nhớ lúc nãy mình vô đâu có cái này đâu Phúc. Nãy đứa nào mở cửa hay đóng cửa? Nãy em đóng cửa. Thành, đi xa chưa hả? Đèn đây, chung qua đèn coi. Đâu có điện đâu. Ê. Gì hả? Cười giống quang. Ừ. Gì hả Thành? Ôi. Thôi, mấy nay mình thám hiểm như đó thôi nha các bạn. Còn nhà ngáo là thật ghẹ ở trong lều rồi, không dám đi vô. Để nói gì hoài. Gì? Trời cũng sáng rồi các bạn ơi. Tối mấy này mở lại đây cũng sợ lắm nha các bạn. Tối mấy này mở lại hết luôn nha các bạn, không ai về hết. À, có một số em có phụ huynh điện nhưng mà mấy em xin ở lại với mình luôn nha các bạn. Nói chung là buổi tối hôm qua là một đêm cũng phải gọi là đêm kinh hoàng luôn các bạn. Có nhiều chuyện xảy ra lắm mà thôi giờ mình cũng không có thời gian để kể cho bạn nghe nữa. Có số bạn yêu cầu mấy anh em mình mua cái lều mới thì mình cũng đang đặt cái lều mới rồi nha các bạn. Trời cũng mới tờ mờ sáng thôi các bạn, chưa sáng lắm để cho mấy em nằm ngủ thêm chút. Thì mấy anh em mình cũng không có di dời đâu hết nha các bạn, vẫn ở ngôi nhà này, không đi đâu hết. Nhiều khi các bạn nói mấy anh em mình di chuyển chỗ này chỗ kia, thực sự không có nha các bạn. Đó, còn đây là phía trước ngôi nhà. Mình với mấy em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Nếu các bạn thấy video hay, vui và có tính giải trí thì các bạn hãy cho team một like và chia sẻ thân mạnh lên Facebook. Chào tạm biệt mọi người nha, bye bye.